con tưởng là khi mà mình ngồi thiền ở một nơi hoang vắng như vậy thì con hay có cái nỗi sợ, như mình sợ cái người âm còn á, sợ rắn, sợ những động vật ác vào để mình giữ ạ. Mình tôi tin theo Phật tu thiền là nếu mà ăn thịt rắn vì rắn cắn chết thôi, nhưng mà mình kể cả ngồi thiền trong rừng ấy, ngồi yên lặng như thế thì rắn cũng không cắn. Trừ trường hợp mình chọc kiêm chọc nó động nó mới cắn hay là bỏ chạy ấy. Nhưng mà ngồi rắn thì nó cũng không cắn mình, chỉ có duyên nghiệp của mình thì nó mới cắn, còn không mình cứ ngồi thiền bình thường mình cũng không có sao cả, rắn vẫn cũng thấy tới. Với lại muốn để cho ít phiền não, với lại ít chỉ có dùng dưới luật cho nghiêm chỉnh nơi xả ly đời sống, xuất gia tu hành như con xuất gia như thế này rồi con vẫn còn phiền não chứ chưa thiền được, nên là con cũng biết muốn ngồi thiền già khỏi đau thì phải dùng dưới luật tu hành rồi bắt đầu tập kham nhẫn vượt qua khi đau nhiều lần như thế thì nó không đau nữa. Dạ ai gì đâu khó lắm. Vượt qua cảm nhận phải chịu đựng từ quán thọ, quán cảm thọ đấy, quán các cái điều đó thì thường xuyên siêng năng cứ ngày 10 tiếng trong vòng 3 năm thì nó không đau. Ngày nào cũng ngồi cho được 10 tiếng liên tục, ngồi thiết già một tư thế để muốn thay đổi thì khoảng 3 năm thì sau đó thì mọi người chắc chắn là ngồi được không có sao cả. Ai gì được? Tại vì cái đó là cái thực tế của con là 10 đến 15 tiếng cứ một ngày về như thế, con ngồi như thế 3 năm thì bây giờ nó đau nhưng mà ở cái ngưỡng cửa mình chịu được, mình nó cho phép. Dạ ai chị cần phải thầy cho hỏi cái lúc mà thầy trong cương vị của thầy buổi đêm ấy thì thầy là con có biết là thầy ngồi thì ngủ nhưng mà trong cái đấy thì là thiền đúng không? Cái đấy mọi người quan niệm như thế nào thì ấy, nhưng mà mình cứ nói ngủ thì là nó ngủ, thiền thì nó là thiền. Đúng rồi. Cái này đi một tâm rồi. Đúng rồi, tùy ai nấy biết, hiểu giới tu hành thì cái sức mình ấy, nhưng mà đa số là ngồi ấy, để được tỉnh thức thì tốt đẹp. Thế ngồi mà để ngủ thì cũng không mấy, nó vẫn còn ngủ. Nhưng mà mình ngồi là để con mục đích tập học hay là để con bỏ bớt cái ngủ ấy. Tại vì nằm xuống là con ngủ nhiều, nên là con không có ngủ nhiều. Ai gì đợi mệt, ai gì đợi mệt. Vâng. Thầy cũng được sức khỏe, ngồi để con có hay trong đầu ấy. Mình nghĩ đó là cái phòng vong niệm vong tưởng của mình, nhưng mà lần nó không tốt, nhưng mà lần sau thì mình nghĩ nó không được sanh tịnh, chẳng hạn dâm loạn chẳng hạn thì nó cũng không tốt đẹp với đọc kinh sách, cái này cái gì nó làm vô lý thì nó cũng không tốt. Em là đặt bằng anh nhưng mà lần sau mình giữ như thế, mình bỏ hay là mình cũng có tập niệm nữa ai gì cả. Do giới với đời sống của mình không có ở tu nghiêm nên là như thế. Giới định tuệ. Tức là phải giữ giới, giữ năm giới, giữ 10 giới. Rồi tu hành với trả ly thì cũng có ai nữa. Thì vòng nghiệp ấy dần dần nó cũng có, nhưng mà nó yếu thì mình trả ly đi rồi mình tu hành rồi mình quán. Dần dần nó bỏ chứ không gì ai bỏ được vòng cái dục tham ở đời đấy. Tôi nhiều năm nhiều tháng cả đời đấy mà phải kiên trì giữ giới bám chặt ở trong á, rồi đời sống xuất gia thông tin của mình ấy thì may ra mới làm được, chứ không phải cái đấy rất là khó làm, chứ không phải dễ cả. Nhưng mà như con cũng cố gắng con tập thì con cũng từ bỏ dục tham. Vâng, đều có nhân quả cá, đều có oan gia trái chủ. Nếu mà có oan gia trái chủ thì mình không biết cho họ. Vâng, mình làm những cái điều công đức, mình tu hành, mình cố
tí, mình tùy giới, mình tu thiền được thì mình còn hướng công đức. Thì con muốn và con muốn hướng công đức của con cho tất cả chúng sinh. Vâng, được, đều được cả. Mình muốn có công đức rồi thì mình muốn cho ai cho, chẳng hạn như là mình có tiền rồi đấy, mình muốn cho ai mình cho, cái đấy hơi dễ, nhưng mà mình chưa có tiền thì mình cho được. Dạ, có công đức rồi thì mình cho được. À, gì được. Con con là con sống được bao nhiêu tuổi, nhưng mà con lại tuổi thọ con đổ cho người khác để sống thì có được không? Đổ cho tuổi thọ của người ta. Của mình như thế này do mạng sống của mình, nhưng mà đều do mình ước nguyện một cái gì đó, hay là có nhiều cái bùa phép hay là cái gì đó thì họ thực hành, nhưng mà mình những cái đấy là thuộc về mạng của họ rồi. Chẳng hạn như giờ mà cô đem tuổi thọ cho mình nhé, mà đem cho một người chết yếu thì họ thọ mạng cũng không được. Đây là mình thay nhờ bố cô mà bị bệnh chết, kêu thay cho mình chết đi để cho họ sống cũng không được, đúng không? Nhưng mà như một số y học đó thì mình giờ họ chết rồi mình đem nội tạng mình cho họ thì họ vẫn sống, đúng không? Cái đấy thì một số trường hợp có thể cho được, có thể không cho được, tùy theo. Ai gì được rồi, ai gì được rồi.